Hello, chào tất cả các anh em nha. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Stream và Hàng Nội Địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay thì Nhật sẽ mang đến cho anh em là một cục đẩy. Và cục đẩy này thì sẽ phải nói là có một cái khả năng mà khuếch đại âm thanh cực kỳ là tốt so với một cái mức giá cực kỳ là rẻ của em nó. Và cục đẩy này thì sẽ đến từ thương hiệu của Joysu. Và con này là hàng nội địa Nhật thuần chủng nha anh em. Đây anh em thấy là cái phông chữ tiếng Nhật của sản phẩm anh em, in bằng hoàn toàn bằng tiếng Nhật của anh em. Và con này thì sẽ có thêm model là AB70. Đây anh em nhìn xem qua bề hình thức cũng như là bề thiết kế của sản phẩm còn rất là mới, rất là đẹp anh em ạ. Và con này sẽ được trang bị đèn LED trên những nút volume và những cái nút mà đường chia của volume nha anh em, rất là đẹp anh em ạ. Đây logo của Joysu được khắc 3D và màu vàng đồng sáng bóng, nhìn rất là đẹp anh em ạ. Và con này thì Nhật sẽ để lại cho anh em với một mức giá cực kỳ là tốt anh em, chỉ với 2.600.000 đồng. Và anh em muốn mua thì có thể liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại hoặc là qua Zalo để được Nhật tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Và hiện tại thì Nhật đang ghép sản phẩm này với cặp loa của JBL M Pro 4 tấc và có chip còi. Và Nhật xin phép được test luôn âm thanh cho anh em cùng thưởng thức. Đây ở mức này nó đánh cực kỳ là mạnh đó anh em ạ. Đây Nhật sẽ bắt đầu tăng lên. Rồi mời anh em cùng xem qua bề nội thất ở bên trong với cục đẩy Joysu AB70. Đây là nội thất ở bên trong sản phẩm, đây nhìn tổng quan từ trên cao anh em. Rất là đẹp luôn anh em ạ. Rất là đẹp trung linh mới. Đây sản phẩm này sẽ trang bị chúng ta một tăng phô rất là lớn nha anh em. Và rất là nhiều cầu cặp nguồn ở hai bên. Rất là nhiều nhưng mà nói về hình thức này phải nói là còn quá mới, quá đẹp của anh em. Đây cái bản mặt của sản phẩm là phải nói là quá đẹp anh em ạ. Đây bản mặt của sản phẩm anh em. Đây cái này được sản xuất là bởi Marang nha anh em. Joysu này là một trong những thương hiệu mà con của thương hiệu Marang. Đây cái bản mặt chính hãng của Marang sản xuất. Đây từng con ốc hình linh kiện đẹp hoàn hảo không tì vết, màu xanh lè xanh lét luôn em ạ. Cho anh em thấy những con ốc màu đồng của nó anh em, mới ơi là mới luôn anh em. Đây con này để trang bị chúng ta tổng cộng là 4 sò thang anh em. Đây mỗi cái 3 chân là một con, cũng còn là 4 con cộng với mấy con đệm anh em ạ. Mấy con đệm mình nó sẽ để ngay bên đây anh em. Đây mấy con đệm nhỏ thôi nữa. Đây 1 2. Đó, mấy con đệm nhỏ anh em, nói chung là rất là đầy đủ, rất là nhiều. Đây, bản mạch của sản phẩm đó anh em. Màu xanh này với nó là màu xanh không tì vết luôn anh em ạ. Quá đẹp. Đây toàn bộ nội thất ở sản phẩm. Rồi bây giờ mời anh em cùng xem qua bề nội thất ở phía sau của sản phẩm. Đây sản phẩm này sẽ trang bị chúng ta rất là đầy đủ cái cặp loa anh em. Con này anh em chơi thoải mái với cùng một lúc là 4 loa anh em ạ. Đây nó 8 cặp loa và anh em có thể mà ghép được cùng lúc là 4 loa 4 tấc thì vẫn rất ok và dư dả nha anh em.
là các cổng kết nối tín hiệu nguồn vào sản phẩm. Anh em có thể cắm trực tiếp dây AV và luôn vào, không cần mà qua các 6 ly như là những cục đẩy khác anh em ạ. Bên đây sẽ là tem và số series của sản phẩm. Đây số series của sản phẩm và tem của sản phẩm. Con này thì sẽ đến từ Yasu. Yasu là một thương hiệu con của Marang nha anh em. Marang thì chắc chắn anh em sẽ nghe quen thuộc hơn so với Yasu. Con này sẽ xài điện 100V và công suất là 70W. Hàng đúng tiêu chuẩn là made in Japan. Còn đây là hai cổng là cấp điện 100V. Đây thiết kế con này rất là đẹp anh em ạ. Và anh em thấy con này nó đánh lực đến cỡ nào qua bài test trước đó của Nhật. Con này xài bản mạch Class D là một bản mạch mới cho phép khả năng bờ khuếch đại âm thanh. Nó là phải nói là cực kỳ là mạnh và khó có thể cục đẩy nào mà sánh lại sản phẩm này trong tầm giá chỉ với 2.600.000 đồng. Và Nhật xin phép được giới thiệu sơ qua về cái nút chức năng ở mặt trước sản phẩm. Đây là nút volume và bên đây là nút ba lăng anh em. Hiếm có cục đẩy nào mà có được trang bị những thêm một cái nút ba lăng anh em à. Đây ba lăng trái phải của sản phẩm. Đây Nhật sẽ test luôn chất âm.
bởi vì được trang bị bản mạch cải tiến mới là Class D. Thì con này đánh thì phải nói cực kỳ là lực con em ạ. Con này thì phải nói là có một cái chất âm, một cái sức mạnh. Khi mà hát thì phải nói là ngang ngửa đối với những dòng ví dụ như là Ramsa 1200 bơ huyền thoại mà Nhật đã bán cực kỳ là nhiều trước đến nay anh em. Và con này phải nói là khả năng mà chơi cặp loa mà Nhật vừa mới chơi là loa JBL 4 tấc đánh cực kỳ là mạnh, không có điểm gì để chơi. Và con này phải nói là tốt nhất trong phân khúc giá mà 2 triệu đồng của anh em à. Rồi anh em thấy sao về cục đẩy Yaesu AB70? Anh em có muốn Nhật test sản phẩm này đối với những cái Vanker hoặc những cái Pro Âm Ly hay không thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn anh em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Auto. Nếu anh em thấy video hữu ích thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Auto nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần tới. Anh em thể vào trang facebook.com/Nhật Auto để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.